Bộ phim được thực hiện bởi phim.media. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chứ không sao chứ. Trời ơi, không sao đâu. Con mở trói cho cha. Nguyệt Nhi, đừng sợ, lùi về phía sau. Tại sao các người không thể tha cho tôi chứ? Hả? Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với ông. Đưa súng cho tôi. Dù tôi có chết cũng tuyệt đối không thỏa hiệp với các người đâu. Tôi không thỏa hiệp. Ông bình tĩnh đi. Tránh ra. Nhìn, tránh ra. Tránh ra. Cha ơi. Cha ơi. Đi. Xã hội đi đi. Cô có thể giết tôi, nhưng mà xin cô hãy tha cho họ một con đường sống. Họ là những người vô tội. Họ là ai? Cô giả bộ cái gì chứ?
Không phải các người tới đây để đối phó với họ sao? Chồng của họ, cha của họ đều đã bị các người bắt giết hết, chỉ còn lại đám phụ nữ và trẻ con này thôi. Lẽ nào các người còn phải đuổi cùng giết tận, không để cho họ một con đường sống thật sao? Dẫn tất cả họ đi theo tôi. Không có thời gian đâu, nhanh lên. Vậy lên, nhanh đi. Đi theo, đi theo. Quỳnh Di à, Quỳnh Di, đi theo cha. Nhanh lên, nhanh, nhanh lên, mau lên. Nhanh lên, mau đi theo. Nhanh lên. Trung Ly, thật ra em là người thế nào? Thật ra em là người như thế nào? Bây giờ ngay cả bản thân em cũng không biết được. Hạ Tuấn Phong, cả anh và em đều biết Triệu Chính Quyền chỉ thân với Cộng sản mà thôi. Hai người là bạn bè, anh càng phải hiểu ông ta hơn em. Là chúng ta đã hại một nhà ba người họ mãi mãi không thể đoàn viên được. Anh nhẫn tâm nhìn đứa trẻ này mất cả cha lẫn mẹ hay sao chứ? Tuấn Phong, muốn giết thì cứ giết tôi, thả họ đi. Cha ơi. Nguyệt Nhi à, cô đừng sợ. Dù cho người nhà của họ theo khuynh hướng chính trị gì, họ cũng vô tội mà. Một anh hãy tha cho họ một con đường sống. Mạng của tôi, anh cứ tùy ý xử lý. Coi như em cầu xin anh đi. Anh là người, không phải là ác quỷ. Thả họ đi đi. Anh có thể vãn đạo 1 phút được. Chuyên trưởng bộ phi ứng đối của người đã đến tìm họ phiền phức rồi. Anh có thể tới chậm một chút mà. Mạng của những người này đã không còn ở trên đời này nữa. Làm một chút việc tốt đi. Em cho rằng dựa vào sức mạnh của mình em có thể đưa họ rời khỏi đây à? Em không hiểu anh đang nói gì. Anh ta có phải thành phần phản động hay không? Tôi biết rõ hơn em. Dù tất cả bọn họ đều là phản động, tôi cũng chỉ cần mạng một mình anh ta. Tôi ở bến tàu Trung Loan đã sắp xếp một chiếc thuyền cho anh. Tôi không biết có nhiều người như vậy chỉ có thể ở đáy thuyền chịu chật một chút, đi khỏi Giang Châu rồi tính. Thời gian gấp gáp, chỉ có thể chuẩn bị nhiêu đây. Tuân phục. Thời gian không còn nhiều, lấy xe của tôi rồi đi tới bến tàu, để chìa khóa bỏ trong hầm thư tại bến tàu, tôi sẽ tới lấy. Cảm ơn anh. Hẹn ngày gặp lại. Hãy tin rằng trên thế gian này cuối cùng sẽ có một ngày mưa tạnh trời sáng. Bảo trọng. Đi đi. Đi. Chúng ta đi thôi. Đi. Bảo trọng.
Mau lên, mau đi thôi. Tôi chưa từng gặp em ở đây. Bảo trọng. Cảm ơn anh. Em cảm ơn cái gì? Ở trong mắt của em, tôi không phải là một tên ác quỷ hay sao? Em... Đừng nói gì cả. Bây giờ em không muốn nghe gì hết. Em biết bây giờ anh vẫn hận em. Em không giải thích, càng không hối hận. Anh đang gạt người gạt mình. Trái tim anh đã nói cho em biết tất cả rồi. Anh đang đưa em đi đâu vậy? Em đừng hỏi nhiều nữa. Tới nơi rồi em sẽ biết thôi. Làm gì mà bí mật thần bí quá. Nói em biết đi. Tới rồi thì sẽ biết thôi. Anh không nói em sẽ giận đó. Nè, tặng cho em một món quà. Ê, cuối cùng, ở trước khi con chúng ta sinh ra, anh đã mua được nó rồi. Sao hả? Hả? Đẹp quá đi. Đi, đi coi thử. Ê, đừng vội. Từ từ thôi, từ từ. Từ từ, từ từ. Wow. Căn nhà này đẹp quá đi. Đây là cái gì? Đây là bàn trang điểm phải không? Bàn trang điểm này đẹp quá. Em chưa bao giờ thấy bàn trang điểm nào đẹp như vậy. Media. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Là hàng của hoàng gia Anh Quốc đó. Nè, ngồi xuống thử xem. Bàn trang điểm này là anh nhờ người ta lấy quan hệ đem từ Anh Quốc về để cho em. Một người phụ nữ có một cái bàn trang điểm như thế này thì sẽ càng khiến người ta yêu mình hơn. Anh tốt với em quá. Em cũng rất tốt với anh mà. Ai kêu em là mẹ của con trai anh chi? Sao anh biết là con trai chứ? Ồ, được. Ha. Sinh một đứa con gái cũng được. Sinh một đứa mặt mày xinh đẹp giống như em, cũng thông minh giống y như em. Ha. Ghét quá. Nào, cho anh nghe thử. Bây giờ còn chưa có động tĩnh gì đâu. Ê, nghe thử xem nào. Con trai. Gọi ba đi. Có nghe thấy không? Hả? Chuyện điều đi em suy nghĩ sao rồi? Em còn chưa nghĩ tới. Em muốn ở gần anh thêm nữa. Ê, em cứ để anh lo hoài. Nghĩ mau lên, hả? Nghĩa Sơn, anh đừng tham gia chính trị nữa được không? Chúng ta có thể kiếm một nơi yên tĩnh để sống, cùng nhau kéo chạy xa bay. Nói nghe dễ thật. Hả?
vừa mua xong căn nhà, chạy đi đâu? Em sợ lắm. Có gì đáng sợ, có anh ở đây, sợ cái gì chứ? Chính trị của Tàn Khốc cỡ nào cũng không tới trên đầu của em đâu. Không phải em sợ chuyện này, dù anh không có tiền, không có nhà cửa em cũng chịu mà. Em chỉ muốn được sống một cuộc sống ổn định. Hơn nữa bây giờ chúng ta đã có con rồi, chúng ta phải nghĩ cho nó chứ, cho nó một gia đình ổn định. Ê, đúng rồi, đã nói với em nhiều lần rồi, con thuyền chính trị này không phải muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Đừng có nói những lời dại khờ nữa. Chuyện của chúng ta đừng để cho bất kỳ ai biết được, coi như là vì anh đi hả? Em đừng suy nghĩ nữa, cứ lo dưỡng thai đi. Em đó ngoan ngoãn ngồi yên, xin cho anh một đứa con trai thì em chính là đại công thần của nhà họ Cao. Cao Nghĩa Sơn này sẽ lo cho em suốt cuộc đời, cảm ơn em suốt đời hả? À, phải rồi à, anh có chuyện gấp, anh phải về trước. Tạm biệt nữ chủ nhân. Trước khi con tới nhà của Triệu Chính Quyền, đã có người nhanh chân tới đó trước. Là đội phi ưng của bộ quân chính sao? Ờ, không sai. Quả nhiên ở trong nhà của Triệu Chính Quyền chứa chấp một số hóa phụ và cả trẻ em. Người của bộ quân chính có thể là nhắm vào những hóa phụ và trẻ em đó mà tới, nên xảy ra xung đột với Triệu Chính Quyền. Mặt của Triệu Chính Quyền đã bị họ bắn nát, nhưng con tin đó chính là anh ta, bởi vì trên tay có nhẫn của anh ta, con nhận ra được. Con chắc chắn người đó chính là Triệu Chính Quyền sao? Con không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng con sẽ tiếp tục tìm kiếm tin tức về Triệu Chính Quyền đến khi con đưa ra quyết định cuối cùng. Con đi đi. Tiểu Tao, anh đi xin chỉ thị đi. À, tên Trương Tôn. Anh là người trong môi giới bất động sản, sao không lo làm ăn tới chỗ chúng tôi làm gì? Có phải tiểu tử anh kiếm được quá nhiều tiền tới nỗi người ta kiện anh tư thông với đội Đào Phong hay không vậy? Ơi, tôi chỉ kiếm mấy đồng tiền cực khổ thôi, chuyện chính trị tôi không hiểu. Chị tới rất đúng lúc, chị giúp tôi nói với chủ nhiệm một tiếng, nhà ông ta không có người, đồ tôi mang tới cho ông ta rồi. Ừ, là đồ gì đưa đây, tôi đưa giúp anh. Đây. Cái này. Đây là cái gì? Tôi mạnh còn không tin sao? Có biết chủ nhiệm bận cỡ nào không? Cái này là do người của bộ quân chính làm, dùng gấp. Nếu không cũng không kêu anh đến chỗ này. Nếu anh không tin thì cứ đứng đây đợi đi. Nếu làm lỡ chuyện, tôi xem anh sau này còn làm ăn thế nào nữa. Đừng. Vậy sợ Trương Tôn mà. Vậy trông kể vào chị hết đó. Còn không đi đi.
Cái đồng hồ này, ấy là đồ cổ sao? Cho nên nói Tiểu Quân thật sự rất tinh mắt. Cả Giang Châu này chỉ có một bộ. Thật sao? Ừ. Ê trời, phải là đại tiểu thư khuê cát như thế nào mới có thể ngồi ở đây chứ. Phụ nữ thì nên có một cái bàn trang điểm như thế này, như vậy cũng mới càng yêu bản thân hơn. Khi đã đặt mua một cái cho nhà chúng ta thì mua một cái cho em nha. Ơi trời ơi, chỉ cần là em thích chúng ta mua ngay bây giờ. Ừ, không muốn. Mua bàn trang điểm đặt ở đây, có một nam chủ nhân và một nữ chủ nhân ở đây mới có ý nghĩa chứ. Nếu không thì bàn trang điểm của người phụ nữ, đúng là bị ai. Ê, em đó. Em cũng không bị ai, em có anh. Bao nhiêu năm nay, chừng nào anh mới chia một gia đình đây? Sẽ có mà. Cũng sẽ có thôi. Yên tâm đi, không có ai đâu. Em kêu họ ra ngoài rồi. Có chuyện gì em vui quá vậy? Em đã có nhà của mình rồi. Nhìn em vui chưa kìa. Một căn nhà cũng có thể làm em vui như vậy sao chứ. Đây không phải là một ngôi nhà bình thường. Đây là ngôi nhà mà từ nhỏ tới lớn em luôn mơ ước đó. Em hy vọng có một căn nhà của riêng mình. Thì dù chỉ có một gian phòng nhỏ nhỏ thôi, anh và em, ngôi nhà đó là của hai chúng ta. Em khờ quá. Sau này em nhất định sẽ có nhiều hơn nữa. Không mang tới cho anh xem sao? Xem cái gì? Giấy tờ nhà. Giấy tờ nhà không phải anh đưa cho em sao? Anh đưa cho em. Ờ, để bàn làm việc của em. Trên bàn làm việc của em à? Anh kêu Tiểu Tàu mang tới nhà cho em rồi mà. Chắc tại em không ở nhà cho nên mới đặt ở bàn làm việc của em thôi. Không phải chứ, Tiểu Tào sao lại không nghe lời anh dặn vậy? Cái gì mà không chứ, anh đừng có căng thẳng. Không phải tình báo gì mà, chỉ là giấy tờ nhà thôi. Anh vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. Tại sao lại trên bàn làm việc của em chứ? Không có gì là không ổn hết. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không sợ gì hết. Cho dù anh có làm quan hay không, có tiền hay không, anh đều là cha của đứa bé mà, là người mà em yêu nhất. Nếu như chúng ta có thể đến nơi yên tĩnh, chỉ có anh, em và con của chúng ta, thì tốt biết bao. Ây, lại nữa rồi. Em sợ mà. Có anh ở đây không cần phải sợ gì cả. Hả?
Được rồi, ngày mốt anh sẽ điều em làm văn thư để em nghỉ ngơi cho khỏe. Anh nói cho em biết, đợi có một ngày cục diện chính trị ổn định, sẽ thật sự có một nơi để em, anh và con của chúng ta cùng nhau tới nơi mà không ai quen biết chúng ta cả, sống một cuộc sống vui vẻ. Thật không? Thật chứ. Anh nói phải giữ lời đó nha. Ừ, không gạt đâu. Anh đưa em về. Không cần, em đi xe kéo là được rồi. Ừ. Em đi ha. Hả? À. Tạm biệt. Cẩn thận một chút. Ừ. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mau tránh ra. Nè, từ từ thôi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. À, nè, chậm thôi. À, anh làm gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Nè, anh à, làm gì vậy? Anh à. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Cho tôi xuống. Anh làm gì vậy? Cho tôi xuống đi. Làm ơn cho tôi xuống đi. Xin anh đừng làm hại con của tôi. Tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh đó. Anh muốn gì tôi cũng cho anh hết. Tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh. Đừng làm hại con tôi. Dừng. Chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi, sẽ không lấy mạng cô đâu. Lát nữa sẽ có người tới đưa cô tới bệnh viện. Xin lỗi anh, em có lỗi với con của chúng ta. Sẽ qua thăm em. Nghĩa Sơn, anh đừng đi, đừng để xa em. Anh ở lại với em một lát đi. Em sợ lắm, em thật sự rất sợ. Nghĩa Sơn, chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta còn có thể có con nữa. Anh đừng để xa em được không? Chúng ta hãy ở bên nhau đi. Chúng ta có thể còn có con nữa mà. Chúng ta vẫn có thể có con nữa mà. Anh đừng rời xa em. Được, được, được. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi.
Anh sẽ không rời xa em đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em khỏe là được rồi. Anh ra ngoài nha. Sẽ về ngay thôi. Em nghỉ ngơi đi. Hả? Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh sẽ về nhanh thôi. Sao vậy? Đi. Dạ. Bộ phim được thực hiện bởi phim.media. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tôi muốn tiền ngừng. Tiền người hôm qua đã tấn công tôi. Họ cũng chỉ làm việc cho người ta thôi. Tôi chỉ cần biết ai là người đứng sau là được rồi. Giá tiền của tôi không rẻ đâu. Đã đủ chưa? Cho cô thời gian một phút để cô giải thích. Em không có gì để giải thích cả. Cô không nên làm như vậy. Em không nên. Cả đời này, chuyện em không nên làm có quá nhiều rồi. Vì một Đàm Duệ Linh mà bây giờ anh muốn giết em sao? Tình cảm mười mấy năm nay của chúng ta, em đã vì anh làm bao nhiêu việc rồi? Bây giờ anh là muốn giết em hay sao? Hàng ngàn hàng vạn cái không nên. Nhưng cô không nên đụng đến con của tôi. Con của anh? Anh còn biết có con hay sao vậy? Vĩnh Cường đã chết như thế nào? Chính là bị người làm cha với anh đây hại chết nó. Tôi không có chồng, không có một người đàn ông có thể danh chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh của tôi. Tôi không có nhà, tôi cũng không có con. Cái chết của Vĩnh Cường là chuyện ngoài ý muốn. Đó là con trai của tôi. Cô nghĩ là tôi không đau lòng sao? Hả? Thứ gì tôi cũng có thể không có, nhưng tôi không thể không có anh. Bao nhiêu năm nay
tôi đã sống như thế nào. Đâu phải là anh không biết, anh thích con gái xinh đẹp trẻ hết trung. Tôi để cho anh đi, chỉ cần anh ở lại bên cạnh của tôi, tôi có thể nhận nhịn. Chuyện gì tôi cũng có thể nhận nhịn được. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng đã có con rồi đó. Ngay cả nơi để tôi nương tựa tinh thần cuối cùng anh cũng cướp mất đi rồi. Không được, không được, tuyệt đối là không được. Tôi không thể để cho cô ta đắc thắng như vậy được. Đó là con của Cao Nghĩa Sơn đây, là cốt nhục của Cao Nghĩa Sơn đây. Khi nó đến rồi tôi mới biết tôi quan tâm tới nó cỡ nào. Nó chính là người mà tôi quan tâm nhất trong cuộc đời này đó. Vậy mà cô lại giết nó. Cuối cùng anh cũng đã nói ra rồi. Tôi biết bây giờ ở trong lòng của anh tôi đã chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi đã trở thành quá khứ của anh rồi. Nghĩa Sơn, anh nghĩ như vậy thật sao? Không, tôi không thể để anh hủy hoại tôi, còn bắt tôi âm thầm chịu đựng một mình nữa. Bắt tôi nhìn cô ta sống cuộc sống mà tôi cất tàu cũng không được. Không thể được. Đó là của tôi, của tôi, của tôi. Cô điên rồi, cô điên rồi. Tôi không có điên, tôi không có điên. Tôi đã nhìn hai người lâu lắm rồi. Tôi không thể để cô ta đắc thắng. Không thể. Tôi không thể để nghiệt chủng của hai người sống ở trên cõi đời này. Câm miệng. Anh muốn giết tôi thì ra tay ngay bây giờ đi. Nếu như tôi không nể tình bao nhiêu năm của chúng ta, tôi đã giết cô rồi. Nhưng mà cả đời này tôi không muốn gặp lại cô nữa. Em đợi sẽ không đến đâu.
Tôi đã biết chuyện hai người từ sớm rồi. Sao lại giúp bà ta chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi phải giết bà ta. Tôi phải giết bà ta. Vậy Linh à, anh buông tôi ra đi. Tôi phải giết bà ta. Buông tôi ra. Tôi phải giết bà ta. Tôi phải giết chết bà ta. Được rồi. Được rồi. Em không giết được cô ta đâu. Em không giết được đâu. Không phải anh đã giúp cô ta, mà là anh đã giúp em. Em có hiểu không? Em không đấu nổi cô ta đâu. Cô ta sẽ hại em biết không? Anh hứa với em, cả đời này sẽ không để hai người gặp lại nhau. Anh đã giải quyết ổn thỏa rồi, em yên tâm đi. Anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Tôi phải giết chết bà ta. Em nghe nói, nghe anh nói, đó cũng là con của anh, đó cũng là con của anh mà. Em nói anh không đau lòng sao? Em nói anh không đau lòng hay sao? Hả? Em muốn sinh một đứa con cho anh. Được được được, chúng ta sẽ có con mà. Sẽ có con mà. Hả? Em muốn cùng anh sinh một đứa con. Ngoan nào. Sẽ có mà. Chúng ta sẽ có con mà. Con của em không còn nữa rồi. Ngoan. Ngoan. Chúng ta sẽ có con. Con của em không còn. Con của em không còn Hoàng, nữa rồi. Hoàng, chúng ta rồi sẽ có con thôi. Con của em. Đàm à, cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Mình có mang chút điểm tâm qua đây cho cậu ăn nè. Cậu không sao chứ? Nè, ăn chút điểm tâm đi. Cảm ơn. Cậu phải chăm sóc cho mình thật tốt. Nghỉ ngơi nhiều một chút.
Ăn nhiều một chút nha. Mình còn có việc, vậy mình đi trước luôn. Phò công. Vào đi. Cảm ơn. Sở trưởng. Alo. Sở trưởng. Alo. Điện thoại đã sửa xong, sau này dùng được rồi. Dạ. Thank you.
Vào đi. Chủ nhiệm, sở trưởng Tôn rời khỏi đội hành động đặc biệt. Chủ nhiệm thấy có nên sắp xếp thêm một cấp trên mới chống tiếp quản được tình báo không? Sẽ có người tới nhanh thôi. Chủ nhiệm, còn chuyện gì sao? Từ khi sở trưởng Tôn rời khỏi đội hành động đặc biệt, mấy nhiệm vụ của chúng ta liên tiếp xảy ra sơ hở. Chiều hôm qua chúng tôi đến quân đoàn số 1 bắt 3 phần tử cấp tiến, kết quả không bắt được ai. Người mục kích nói họ đều là vừa mới rời khỏi không bao lâu trước khi chúng ta đến. Còn mấy hôm được lệnh phóng thích nhà tù, lúc đầu khi chúng tôi bắt người rõ ràng là 14 người, nhưng bên nhà lao nhận lệnh thi hành án là chỉ có 13 người. Chúng tôi sẽ không vô cớ bắt thêm một người. Mỗi người trong số bọn họ đều có bản án điều tra. Trong bản án có bao nhiêu người? 13 người. Như chúng tôi không bao giờ phạm một sai lầm đơn giản như vậy, lại bắt thêm một người không có trong danh sách. Vậy người đó đâu? Không có chứng cứ bắt giam anh ta, đành phải thả ra. Ý của cô muốn nói với tôi là người của đội tình báo đã giở trò? Nhất định đã có người giở trò ở trong đó, nhưng chưa chắc là người của đội tình báo. Chuyện này có mấy người biết? Đàm Duy Linh của đội tình báo, sở trưởng Hạ và tôi của đội hành động, còn một người nữa, đó là Chung Ly. Vậy ý của cô là? Nếu là do Đàm Duy Linh đã giở trò trong đó thì cổ không thể tự hại mình được. Tôi nghĩ cổ sẽ không làm như vậy. Còn về tôi, chấp nhận điều tra bất cứ lúc nào. Chuyện này đừng nhắc tới với bất kỳ ai. Làm tốt việc của cô đi, cô hiểu không? Vui vẻ. Về đi. Chủ nhiệm Cao, đây là bức ảnh của ông. Triệu Chính Quyền còn chưa chết, hắn đã đi thuyền từ Giang Châu tới Nhật Bản. Có người đã chụp lại hình của hắn và con gái. Ai cho hắn giấy thông hành? Không biết. Là con dấu của đội phi ân ở bộ quân chính. Số chứng nhận là 752. Quyền hạn của chúng tôi không điều tra được lai lịch của số chứng nhận. Anh đi đi. Dạ. Nhất định đã có người giở trò, nhưng chưa chắc là người của đội tình báo. Đàm Duy Linh của đội tình báo, sở trưởng Hạ và tôi của đội hành động, còn một người nữa, đó là Chung Ly. Xin chuyển đến đội hành động của bộ quân chính. Tôi là cao nghĩa sơ của đội hành động đặc biệt, chỉ quy lệnh 55974. Xin kiểm tra cho tôi giấy thông hành đặc biệt mang số 752 là do ai ký? Cảm ơn. Tuấn Phong à, trưa hôm nay đi ăn cơm chung với ta.
ngồi đi. Đã lâu rồi không đến đây. Hôm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon ha. Ba thật sự quá bận, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Ê, người trên giang hồ như bước trên băng mỏng. Nè, ta luôn muốn hỏi con một câu, con không trách ta chứ? Tại sao lại trách ba? Là ta dẫn con đi vào cái con đường này, sống trong những ngày phải nhìn cảnh đầu trời máu chảy. Đây là số mệnh của con. Còn đó, trời sinh ra là để làm công việc này. Lúc con còn nhỏ, cầm súng chơi, ơi, chơi một cách rất tự nhiên, cứ như đồ chơi của con vậy. Con còn nhớ 10 tuổi con tổ chức sinh nhật, quà sinh nhật mà ta tặng cho con hả? Là lần đầu ta dẫn con đi bắn thỏ. Cậu súng đó làm tay con trùng tới tê dại, tay đó ù mất mấy ngày, vậy mà còn nói với ba là không sao. Nhanh thật. Ê, bây giờ nhớ lại chỉ như mới hôm qua. Nè, con có còn nhớ lúc con còn nhỏ ta từng nói với con, cho dù con có làm việc gì, chỉ cần con chịu nói với ta, ta sẽ không trách con, ta đều sẽ nghĩ cách giải quyết giúp con. Bây giờ con có gì muốn nói cho người cha nuôi này biết không? Thời gian trước con biểu hiện thất thường đã khiến ba lo lắng. Thực ra có một số chuyện con làm không tốt. Ê, ta đã nói rồi, cho dù con có làm chuyện gì không tốt, chỉ cần con chịu nói thật với ta, ta cũng đều không trách con. Tuân phong, chúng ta là người một nhà. Con biết hành vi của cá nhân con không chỉ đại diện cho mình con, mà ảnh hưởng tới cả sự an toàn của ba. Ba yên tâm, những lời như mấy hôm trước con sẽ không nói nữa. Hy vọng ba có thể yên tâm. Không còn gì nữa sao? Hết rồi. Tuấn Phong, con còn có thể khiến cha nuôi hoàn toàn tin tưởng hay không? Đương nhiên. Vậy thì tốt. Là như vậy, chiều nay con tới bến tàu Trung Loan lấy giấy thông hành của người anh. Giấy thông hành của người anh à? Ê, không thể không làm chuẩn bị trước. Chính trị khó lường, lỡ như có gió thổi cỏ lao gì, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước. Vẫn chưa tới mức này chứ? Đây gọi là phòng trước dẫn hơn, phải không? Ta cần hai bản, ta một bản, con một bản. Lỡ như có chuyện gì, chúng ta cũng có thể xuất cảnh từ Hồng Kông. Mấy giờ? 2 giờ chiều. Ồ, nhưng mà không được mang vũ khí. Không được mang vũ khí? Ê, đi lấy giấy thông hành thôi mà, có phải đi giết người đâu. Người anh rất cẩn thận, tránh gây thêm nhiều phiền phức hả? Dạ. Uống một ly với ta nào. Súng của con. Ừ. Con đi trước đi, ta lập tức phải lai Dược Phi theo con. Đây là bằng chứng, nhớ kỹ, tại nhà kho số 2 bến tàu Trung Loan, 2 giờ. Dạ. Tú Phong, nhắc lại mệnh lệnh. Nhà kho số 2 bến tàu Trung Loan, 2 giờ.
Chuyện gì? Anh có rảnh không? Em đợi anh lâu lắm rồi. Em muốn nói với anh một chuyện. Chợ đen có chút tin tức. Bây giờ tôi không rảnh, quay về rồi nói. Nè, nè, anh đợi một lát. Em làm cái gì vậy? Ít ra anh cũng phải mang theo vũ khí. Xuống đi. Cho dù anh không mang đi, anh cũng phải cầm theo vài viên đạn. Xuống đi. Sao lại nghe lén chứ? Không được. Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi ở đâu có cần báo cáo với cô không? Không phải cô nên đi chi viện cho Hạ Tuấn Phong sao? Cô nói cái gì? Vừa rồi ở dưới lầu, chính tay tôi nghe thấy chủ nhiệm nói với Hạ Tuấn Phong. Nói chủ nhiệm lập tức phái cô qua đó chi viện cho anh ấy. Hạ Tuấn Phong đã vội vàng hối hả đi rồi. Sao cô vẫn còn ở đây? Báo cáo. Vào đi. Chủ nhiệm. Chuyện gì? Có phải ông... Tôi không biết có phải ông có cách nghĩ gì đối với chuyện của lần trước không? Ra ngoài. Bộ phim được thực hiện bởi phim tôi nói cô biết Media. Tôi biết chúc cô là nội gián phim vui vẻ. Cô quậy đủ chưa? Cô đã quậy bao nhiêu lần rồi? Cô câm miệng lại cho tôi nghe cho rõ đi. Tôi biết trước kia cô và Hà Dân dính líu với nhau. Sau khi Tôn Duy Quân đi rồi cũng là cô giở trò. Đúng vậy, bây giờ tôi chưa nắm được chứng cứ của cô, nhưng tôi biết chắc chắn là cô. Thật ra cô muốn sao đây? Cô không thể để Hạ Tú Phong gánh tội thay cho cô được. Cô ý gì đây? Cô đang lợi dụng anh ta làm việc cho cô. Tôi muốn nói gì chắc trong lòng cô đã biết quá rõ. Bây giờ Cao Nghĩa Sơn muốn ra tay giết Hạ Tuấn Phong. Người phải chết là cô, chứ không phải là anh ấy đâu. Ra tay cái gì chứ? Cô nói rõ ràng cho tôi. Tôi không hề có nhiệm vụ. Cô không biết sao? Nhà kho số 2 bến tàu Trung Loan, 2 giờ.
cẩn thận. Anh có biết xảy ra chuyện gì rồi không? Là chuyện của Triệu Chính Quyền à? Hôm nay em nhận được tin ở thị trường Chợ Đen, có người Nhật đã chụp được bức ảnh về Triệu Chính Quyền, bây giờ đang hét giá rất cao. Nhưng mà lúc em biết được thì những bức ảnh đó đã bán rồi. Hình ảnh chắc chắn nằm trong tay chủ nhiệm. Sao chủ nhiệm lại nhẫn tâm như vậy chứ? Vì những cái thứ đó mà ra tay với anh sao? Tôi không trách chủ nhiệm. Suýt chút nữa là ông ta lấy mạng của anh rồi đó. Đối với ông ấy mà nói, tôi đã dông hơn bội nghĩa, phụ lòng tin tưởng của ông ấy. Ông ấy hoàn toàn có lý do để giết tôi. Anh điên rồi sao? Ông ấy nuôi tôi từ nhỏ, bây giờ về một mâu thuẫn trong nội bộ mà tôi phản bội ông ấy. Chuyện lần trước nếu như họ biết thì ông ấy đã không thoát khỏi liên can, cho nên ông ấy bắt buộc phải giết tôi. Giờ phút này đừng nói những chuyện như vậy nữa. Đừng thoát hiểm của anh ở đâu. Từ sau khi tặng cho tôi lễ dân thì không tìm được cái nào thích hợp nữa. Đợi em quay về. Anh yên tâm đi, em không còn là chung ly lỗ mãng vô tri như lúc ở lớp đặc huấn nữa. Trong khoảng thời gian dài đó đều là do anh cứu em. Lần này để cho em được đóng góp một chút sức mình, em nhất định sẽ về nhanh thôi. Anh ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, đợi em trở về. Ai đó? Mình đi, Chung Ly. Cậu đã biết chuyện gì chưa? Biết cái gì? Biết được Hạ Tuấn Phong bị Cao Nghĩa Sơn coi như là kẻ phản đồ. Bộ phim được thực hay là nói quan hệ giữa cậu và Hạ Tuấn Phong chứ? Xem phim vui vẻ. Đúng là không thể giấu cậu được chuyện gì. Cậu biết rõ không thể giấu được mình chuyện gì mà vẫn còn dám đến tìm mình sao? Cậu có biết bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm hai người hay không vậy? Cậu không sợ mình đưa cậu tới chỗ của Cao Nghĩa Sơn đổi tiền sao? Mình đến tìm cậu là muốn cậu giúp đỡ. Nói đi, ở đây có gắn máy gây lén không? Cậu đã kiểm tra chưa? Cậu nói đi, mình muốn liên lạc với đội Đao Phong. Mình không phải là người của đội Đao Phong. Mình biết cậu không phải. Vậy cậu có phải không? Cậu nói đi. Cậu nói vậy mình nghe không hiểu. Nếu như mình là người của đội Đao Phong, mình có cần cậu liên lạc với họ sao? Thực ra cậu có phải là người của đội Đao Phong hay không, mình không quan tâm. Cái mình quan tâm là tính mạng của cậu. Chỉ cần cậu liên lạc được với đội Đao Phong, mạng của mình ở đây. Nếu không thì với tình hình trước mắt, bây giờ đội Đao Phong bị bắt cũng không thể sống được, mình làm sao có thể liên lạc được với người của họ? Mình biết là cậu nhất định sẽ có cách, cho nên mình mới mạo hiểm lớn như vậy đến đây để tìm cậu. Cậu cứ ra giá đi. Về giá cả, cứ đợi cậu còn mạng quay về đây thì hãy đến tìm mình để nói. Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây? Mình muốn cứu người, cứu một người vô tội. Cậu yên tâm đi, mình nhất định sẽ không để cậu bị liên lụy đâu.
Chỉ cần cậu giúp mình liên lạc được với đội Đao Phong, nói với họ 6 giờ sáng ngày mai tại nơi giáp ranh giữa đường số 22 và 23 mình đứng đợi họ, mình có tin tức quan trọng muốn báo cáo. Tin mình đi, mình tuyệt đối không phải đi giết người. Mình sợ cậu vẫn chưa nói ra được mục đích thật sự thì đã mất mạng rồi đó. Mình nhất định phải đi một chuyến. Tiền Xuyến Tử cũng đã từng nói, người chiến thắng không phải là một con bạc hay sao chứ. Mình chẳng biết gì hết, cậu cũng chưa từng tới đây. Cảm ơn cậu. Phải rồi, mình thấy cậu cũng giống y như Tiền Xuyến Tử. Đương nhiên rồi, mình là đồ đệ của ông ấy mà. Chuyện duy nhất về mặt tiền bạc và lợi ích, mình là phiên bản của ông ấy. Không, mình thấy hai người đều là người tốt. Đứng yên, quay người lại, giơ hai tay lên. Dẫn tôi gặp đội trưởng các anh. Tôi tên Trung Ly. Đúng là em rồi. Thứ chính phàm, cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi. Đúng là ông trời phù hộ. Anh không sao chứ? Anh không sao, đều nhờ có một tiên sinh nên anh mới tỉnh lại được. Có những lúc rất khó khăn, may là người trong đội đến tìm anh. Một tiên sinh và mọi người cùng góp sức mới có thể giữ được cái mạng này của anh. Đương nhiên, người quan trọng nhất là em. Là em liên lụy đến anh. Đừng có nói linh tinh. Không sao, là em đã cứu anh. Anh vẫn khỏe chứ? Anh nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại thôi. Bây giờ vẫn còn chưa linh hoạt lắm. Sau khi anh tỉnh lại, tại sao không lập tức liên lạc với em? Anh mới tỉnh lại có mấy ngày. Khi anh tỉnh lại thì đi khắp nơi thăm dò tin tức của em. Bây giờ thời cuộc quá căng thẳng, nếu anh tới tìm em, không phải sẽ làm em bị bại lộ sao? Cho nên... Nhưng anh có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không? Anh cũng lo cho em. Lúc nãy khi nghe được họ nói có một người tên là Trung Ly chạy qua đây, anh nghe xong lập tức chạy tới ngay. Trung Ly, cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Tôi khuyên nhị phá lại tại tiền bảo. Nhờ có điện báo mà cháu gửi tới, chúng tôi mới có thể giữ được tính mạng. Rất nhiều thành viên mới trong đội đã hy sinh. Bao nhiêu sinh mệnh trẻ với đầy lòng nhiệt huyết, ôm một lòng yêu nước tha thiết, nhưng đều bị giết hại. Tình hình lúc đó cấp bách như vậy, chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Để bảo vệ cháu, nhất thời nghĩ ra được chủ ý này, để lọt thông tin ra ngoài nói cháu là kẻ địch của chúng ta, uất ức cho cháu rồi. Cháu biết, mọi người đều muốn tốt cho cháu. Cháu mạo hiểm lớn như vậy để tìm chúng tôi là có chuyện gì? Cháu cần mọi người giúp cháu một việc, giúp cháu cứu một người. Là ai? Hạ Tuấn Phong. Anh ấy đã không giết Triệu Chính Quyền, hơn nữa còn thả đi vợ con của những nhân sĩ tiến bộ. Tất cả những gì anh ấy làm bây giờ đều là thân bất do kỷ. Hứa Chính Phàm, anh cũng biết mà, Hạ Tuấn Phong bây giờ đang bị Cao Nghĩa Sơn truy sát. Bây giờ anh ấy đã không còn con đường để đi nữa rồi. Nhỏ thật thua lý của mình đó. Ô chẳng thật xin ra yên gai bố khôi trầm dù. Cho nên em muốn biết có phải còn cách nào khác không? Bây giờ chỉ có mọi người mới có thể cứu được ảnh. Em biết cách nghĩ này của em rất ấu trĩ, nhưng nếu như mọi người đã có thể định em làm kẻ địch, làm tiêu tan mọi nghi ngờ mà đội hành động đặc biệt đối với em, cho nên có phải... Em hy vọng chúng tôi cũng thông báo lần nữa, nói Hạ Tuấn Phong là kẻ địch. Em chỉ có thể nghĩ ra được những cách đại loại như vậy thôi. Mọi người sẽ cứu anh ấy chứ? Mỗi tính mạng con người đều đáng được trân trọng và tôn trọng. Chỉ có điều tình hình bây giờ rất bất lợi cho chúng ta, nhưng mà có lẽ vẫn còn một cách. Cách gì à? Cần cháu làm gì cháu cũng có thể làm. Chúng ta buộc phải từ bỏ một nơi liên lạc. Cháu rời khỏi từ chỗ này phải cho chúng tôi 4 tiếng để rút khỏi đây. Cháu hãy kêu Hạ Tuấn Phong trở về với đội hành động đặc biệt, tìm Cao Nghĩa Sơn báo cáo tình hình chúng ta cho hắn biết. Cháu phải nhắc nhở Hạ Tuấn Phong chính là chị cậu ta từ bỏ Triệu Chính Quyền để làm hiện tượng giả, để lần ra thông tin về chúng ta. 4 tiếng đồng hồ sau,
thì cháu mang người tới bắt chúng ta. Nhớ lên. Toàn bộ người của chúng đúng ta sẽ rút kỹ. Rồi. Qua đó, nhớ lên. Hy vọng là chị có thể cứu được Hạ Tuân Phong. Lục xét đi. Hè, qua đó coi đi. Lục xét. Bên đó nữa. Nhớ lên. Lục cho kỹ vô. Lục soát cho kỹ. Con bỏ triệu chính quyền là vì đánh lừa đội Đao Phong. Tại sao con nói cho ta biết chứ? Hạ Tuấn Phong, anh hứa với em, cho dù thế nào cũng không được nói ra sự thật. Xem như là vì em đi. Mặc kệ là động cơ gì, rốt cuộc vẫn là tiền trảm hậu tấu. Con sợ không thành công. Con quên lời ta rồi sao? Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng ta vẫn là người nhà, đều có thể nói với ta. Con xin lỗi. Con có biết vì sao ta muốn giết con không? Vì con đã gạt ba. Con gạt ta? Con hãy nhớ, con là con trai ta. Con phản động cũng chính là Cao Nghĩa Sơn ta phản động. Con nghe chưa? Là con làm không đúng. Bây giờ con, con đang nói thật với ta không? Ta còn có thể tin con không? Có thể. Con đó, sao có thể gây ra chuyện lớn như vậy? Mạo hiểm dò thám quân tình. Bây giờ sao hả? Dò thám được tin tức tội Đao Phong cũng chạy lâu rồi, còn xem chú mất mạng luôn, làm tới nỗi cha cô ta mất quá. Cô đáng không? Chuyện này là con thiếu suy nghĩ. Có hận ta không? Hận bản thân. Tuấn Phong, ta chỉ có mỗi đứa con trai là con, đừng để ta thất vọng. Không vậy nữa đâu. Con trai, ta xin lỗi. Đừng hận người cha nuôi này. Ta phải làm ra quyết định giết con cũng rất khó khăn. Đi đi. Chỗ của em không có cài máy nghe lén. Ngày nào em cũng kiểm tra. Rốt cuộc em có phải nội gián không? Em đã nói cho anh biết rồi mà. Tôi muốn em cho tôi một sự giải thích hợp lý. Hôm đó ra ngoài làm gì? Lấy được tin tức từ đâu? Ai dạy em làm vậy? Là tin tức em mua được ở thị trường chợ đen. Câu nói này có thể gạt được bản thân em mà. Nếu thị trường chợ đen dễ dàng lấy được tin tức như vậy, chủ nhiệm sẽ không biết còn đợi em đi lấy sao? Anh la cái gì chứ? Ít nhất là cái mạng của anh cũng đã được giữ lại. Em muốn tôi nhờ vào nói láo để giữ cái mạng này? Ít nhất em nên nói cho tôi biết sự thật.
em có phải là nội gián không? Có phải anh đang sốt không? Nói thật cho tôi biết đi. Nếu phải thì sao? Anh muốn bắt em sao? Là cô sao? Chưa tới giây phút cuối cùng, mãi mãi đừng nói ra bí mật của mình. Thì dù trước mặt là người mà em yêu, nhất định phải kiên trì cho tới giây phút cuối cùng. Tin tức là do tôi tốn một số tiền lớn mới mua được, không dễ dàng chút nào. Tôi mạo hiểm như vậy để cứu anh, mạo hiểm đi làm việc cho người khác, chỉ vì có thể lấy được một chút tin tức gì đó liên quan để cứu anh. Anh vốn dĩ không biết hôm đó tôi phải trải qua cái gì. Em đừng gạt tôi. Trên thế giới này người có thể khiến tôi tin tưởng không nhiều. Anh còn tin tôi sao? Không phải anh còn luôn hận tôi về chuyện đó sao? Nếu như tôi thật sự là nội gián, anh muốn giết tôi thật sao? Đây là chức trách của tôi. Anh là gì Cao Nghĩa Sơn? Tôi chính tai nghe được anh nói anh rất bất mãn về hành vi của chính đảng. Ông ấy là cha nuôi tôi. Ông ấy một lòng chỉ muốn giết chết anh. Là do tôi phản bội ông ấy trước. Trong lòng của anh không thấy buồn chút nào sao? Anh nói thật cho tôi biết, ông ấy đối với anh như vậy, anh không có chút chán nản nào hết sao? Theo như tình trạng của cô, ít nhất trong 2 năm không được có con, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 2 năm thì lâu quá. Bác sĩ, có cách nào có thể khiến tôi nhanh chóng có con được không? Tôi không sợ nguy hiểm đâu. Hãy để tôi thử đi. Nếu còn được với tôi mà nói rất là quan trọng. Cứ cho là cô miễn cưỡng mang thai đi nữa thì tình trạng tử cung của cô cũng không tốt, không thể giữ lại đứa bé. Nếu như để sảy thai một lần nữa, có lẽ mãi mãi cô sẽ không thể có con được nữa. Đó không phải là vợ của Cao Nghĩa Sơn sao? Không phải bà ta đã chết rồi sao? Nghĩa Sơn, ông đến rồi. Chị à, chị à, hả? Không phải không, chị ra ngoài sao? Ai, tôi không ra ngoài được sao? Chúng ta bỏ nhiều thuốc ở đây như vậy thì sẽ càng ngày càng mất giá tiền. Nếu chị ra ngoài bị người ta phát hiện thì chúng ta mất mạng, cần nhiều tiền có ích gì chứ? Tôi biết rồi, chỉ biết lao tôi thôi à. Từ sáng tới tối nhốt tôi trong nhà như ma vậy. Nếu tôi còn không ra ngoài tôi sẽ điên lên mất đó. Được. Chị à, tôi ở Nhật Bản mua một căn nhà, mấy ngày nữa sẽ đưa chị qua đó. Còn ông, ông không đi chung với tôi sao? Tôi xem tình trạng chính cuộc bên này, để tôi làm xong việc tôi lập tức qua đó tìm chị. Ai biết ông chứ,
Nói không chừng sau khi tôi đi rồi, ông lại lăng nhăng với đám đàn bà trẻ đó. Chị à, tôi đã nói với chị bao nhiêu lần, hai người đó đều là con cờ mà tôi lợi dụng. Chị mới là vợ kết tóc của tôi. Sau này khi già rồi, chúng ta vẫn có thể bầu bạn, có phải không? Em sao vậy? Mấy ngày nay anh luôn bận chuyện của Tuấn Phong, phiền tới nỗi làm anh nhức cả đầu, cũng không lo được cho em. Anh đừng rời xa em. Bây giờ em không còn gì nữa hết. Đứa con cũng mất rồi. Bây giờ em chỉ có anh thôi. Anh đừng rời xa em. Vì anh, cái gì em cũng có thể làm được hết. Đừng rời xa em được không? Được. Không rời xa em, không rời xa em, sẽ không đâu. Chúng ta sinh một đứa con đi. Hả? Sức khỏe của em còn chưa hồi phục mà. Được mà. Chúng ta có thể sinh con. Chúng ta có thể. Chúng ta có thể sinh một đứa con. Nghe anh nói đi. Nè, nghe anh nói. Nè. Anh dậy rồi sao? Đợi chút nào chứ? Anh bớt sốt rồi. Tôi đi trước. Cảm ơn em. Sức khỏe sao rồi? À, không sao. Mấy ngày này liên tiếp xảy ra không ít phiền toái. Hai ngày trước trong đêm, có một người gửi địa chỉ lão qua điện báo, tín hiệu theo dõi chính là ở gần đội hành động đặc biệt. Đây chính là câu trả lời mà đội tình báo cho chúng ta. Mỗi một nhà dân ở gần đội hành động đều đã điều tra kỹ hết. Hay là bây giờ con dẫn theo một đội người xem xét từng căn? Bây giờ tra có ích gì, đã tháo chạy từ lâu. Mấy ngày này con sẽ có một hành động lớn. Ta sẽ kêu đội tình báo cài đặt thêm mấy tín hiệu theo dõi, còn đích thân dẫn đội canh chừng kỹ cho ta. Dạ. Đi đi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn mình gì chứ? Mình không có làm gì cả. Phải, cậu chưa từng làm gì hết. Chuyện này chẳng liên quan đến cậu một chút nào cả. Chiêu này của cậu quả thật là hiểm. Người vào tuyệt cảnh mà. Có câu này. Thôi, không nói nữa. Mình biết cậu định nói gì. Hai người là có duyên không phận.
Bây giờ tình hình đang căng thẳng như vậy, muốn tự bảo vệ mình còn khó, vậy mà hai người vẫn còn ở đây nói đỡ cho nhau. Cậu có biết bây giờ đang có bao nhiêu người bỏ trốn không? Cộng sản đảng, không chỉ có cộng sản đảng, chí dịnh đoàn thể, còn có tổ phái. Tổ phái với đây có gì quan hệ? Chính giáo đối tượng, làm sao liên quan đến rộng? Đối tượng Thanh Trừ sẽ lại can thiệp rộng như vậy chứ? Thà nhất nhầm 3.000 người còn hơn là bỏ sót một người. Trua trụ đó, những cộng sản đảng là trước đã đăng ký danh sách, có tên có tiếng. Chính giáo kế hoạch đã được hạ xuống. Chỉ ở chủ nhiệm. Vậy làm sao chinh phạt? Thư kế hoạch Thanh Trừ lần này đã được đưa ra rồi, ở chỗ chủ nhiệm đó. Vậy Thanh Trừ bằng cách nào? Dựa theo ghi chép hàng ngày và tình báo bí mật. Sao có thể như vậy được? Sao lại không thể như vậy chứ? Cái gì gọi là vận động? Đây chính là vận động. Tất cả đều bị bắt, một người cũng không bỏ sót, có hiểu hay không? Bây giờ đã quậy tới lòng người hoang mang. Chung Ly, hai người không thể an phận một chút sao? Đừng có ra ngoài gây sự nữa. Nói không chừng lúc nào đó cái nón này sẽ không đóng ở trên đầu hai người, còn Đàm Dự Linh nữa. Đàm, cậu tưởng những người khác đều là kẻ ngốc hay sao? Giữa Đàm Dự Linh và Tôn Duy Quân nhất định có vấn đề. Đàm Dự Linh xảy ra chuyện, chủ nhiệm giống như là trong nhà có người chết vậy. Cô Tôn lại đột nhiên biến mất, quan hệ ở trong đó khó tưởng tượng lắm sao? Cậu đừng có đoán bậy. Đừng có đoán bậy. Chỗ này là đội hành động đặc biệt. Cái người khác biết, tất cả chúng ta đều biết. Cái người khác không biết, chúng ta cũng biết. Mình thấy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện nữa. Vậy hành động Thanh Trừ đó khi nào bắt đầu? Cái này mình không biết. Giấy nhiệm vụ đang ở chỗ chủ nhiệm, lúc nào cũng giấu trong người, là cơ mật cấp cao. Xem ra lần này hành động cần thêm bí mật. Mình nhất định phải lấy được danh sách của các nhân viên cần bắt trước khi họ hành động. Xem ra để tiếp cận Cao Nghĩa Sơn chỉ có thể tìm Đàm Dự Linh giúp đỡ thôi. Đã tìm được đám người đó chưa? Tìm được thì có ích gì chứ? Cũng phải biết được tại sao họ làm vậy chứ. Rốt cuộc là do ai chỉ thị? Là có mục đích gì vậy? Không có ý nghĩa. Mình cảm thấy sao chuyện lần này cậu đã khác với trước kia rồi. Sao lại khác chứ? Mình không biết. Mình thật sự rất sợ cậu trở thành bộ dạng như bây giờ. Chung Ly, cậu có biết Cao Nghĩa Sơn sắp bỏ mình rồi không? Có liên quan đến chuyện lần trước sao? Mình không biết. Mình chỉ biết ông ấy không cần mình nữa. Mình không biết phải làm sao đây. Cậu có biết gần đây ông ấy đang làm những chuyện gì không? Cậu có biết tối nay ông ấy sẽ ở chung với ai, làm gì không? Mình không biết. Bây giờ mình chỉ là đồ dư thừa thôi. Bây giờ trong lòng ảnh không có mình. Chung Ly, mình phải làm sao đây? Cậu nói câu chuyện muốn nói với mình sao? Không có gì. Mình cảm thấy tốt nhất tối nay cậu nên tìm ông ấy nói chuyện. Cho dù là thế nào cũng phải nói rõ mọi chuyện. Tốt hơn là bây giờ cậu nghi thần nghi ma. Mình phải hỏi sao đây? Nếu mà dạ đấy phải kết thúc thì làm sao đây? Cho dù là cậu sợ thì cậu cũng phải hỏi. Càng sợ thì càng phải hỏi. Cùng lắm thì chết thôi. Chết chẳng qua chỉ cần dùng một dao, chi bằng chết một cách thật sảng khoái. Được. Tối nay mình sẽ hẹn ông ấy. À không, mình sẽ hẹn ngay bây giờ luôn. Chung Ly, ở trong loạn như vậy mà cậu còn tốt với mình như vậy,
mình đều ghi nhớ trong lòng. Mình hy vọng cậu có thể thật sự vui vẻ hạnh phúc. Mình đi trước đây. Nè, chạy nhanh chút đi. Chà, nấu nhiều món ngon như vậy. Có mang theo chai rượu mà em thích uống nhất đây. Đều là những món mà anh thích ăn mà. Trông ngon lắm. Vẫn còn rất nhiều món trong nhà bếp, anh cũng muốn đi xem không? Vậy sao? Dẫn anh đi xem thử. Được rồi, được, cũng chúng sắp ta xong ăn rồi thôi. Chúng ta ăn đi. Nhanh lên. Canh này anh làm nấu có được không hả? Chứ là ngon. Hey. Hey. Lâu rồi không có ăn được một bữa cơm tử tế. Để anh rót rượu cho em nha. Hả? Nào, chúc em sức khỏe càng ngày càng tốt. Bộ phim anh có từng nghĩ sẽ rời khỏi Giang Châu Media không? Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sao em lại nói tới cái này? Ngày nào đó cục diện thay đổi, anh có từng nghĩ sẽ yên phận nghỉ hưu không? Có nghĩ đến không? Chuyện nghỉ hưu vẫn còn sớm mà. Chuyện sau này để sau này nói đi. Hả? Nào nào nào, uống rượu đi. Dù muốn đi cũng chưa từng nghĩ sẽ dẫn em theo đúng không? Em nói vậy là ý gì? Ai nói anh không muốn? Anh vẫn còn yêu cô ấy. Trong lòng anh chỉ có cô ấy thôi. Trong lòng anh chỉ có ai? Ý em là ý gì chứ? Hả? Tôn Duy Quân cũng thật là đáng thương. Nè, em lần sau đừng có nhắc tới cậu trước mặt anh nữa. Em sắp mất anh rồi. Em đừng có nói bậy. Anh phát hiện em thay đổi rồi. Phải, em thay đổi rồi. Bắt đầu từ giây phút em yêu anh thì em đã thay đổi rồi. Em không còn là Đàm Duệ Linh ngây thơ đơn thuần như trước đây nữa. Em biết bây giờ anh rất ghét em, em làm phiền anh, nhưng em không thể khống chế được bản thân của mình. Tất cả những gì em làm đều là vì quá yêu anh, quá quan tâm anh. Anh biết không? Em có biết bây giờ anh ở trong đội bận cỡ nào không?
em tìm anh tới chính vì muốn nói với anh chuyện này sao? Hả? Em có thể hiểu được cho anh hay không? Em hiểu anh. Nếu em biết em phải làm cái gì đi, anh kêu em làm gì thì em sẽ làm đó mà. Em có thể cố hết sức của mình để giúp anh. Chỉ cần anh đừng rời khỏi em, đừng bỏ em được không? Yêu thương em, quan tâm em. Ai nói anh muốn bỏ em chứ? Nghĩa sao? Anh còn yêu em không? Yêu em không? Nghĩa sao? Trung Ly, nhớ kỹ, chưa tới giờ phút cuối cùng thì đừng ra tay với Cao Nghĩa Sơn. Hắn là kẻ địch của em, càng là bình phong của em.